Do dạo này béo quá nên gấu nâu kéo xà để giảm cân. Ếch xanh thấy gấu nâu mãi không lên được cái nào, liền ra hỗ trợ. Do gấu nâu vừa nặng lại lười vận sức nên ếch xanh giúp không được. Chỉ còn cách gấu nâu tự vận động thì mới kéo xà được, nên ếch xanh dùng que chọc vào đít gấu nâu. Kết quả là gấu nâu đã kéo xà được.